Lúc bấy giờ, mãn tử tử bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu tất cả Pháp đều chẳng có thật, thì các Bồ Tát khi hành bố thí là xả cái gì? Phật dạy, khi Bồ Tát hành bố thí hoàn toàn không xả gì hết. Mãn tử tử lại bạch Phật, bạch Thế Tôn nếu các Bồ Tát khi hành bố thí hoàn toàn không xả gì hết, thì khi các Bồ Tát này chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề là đắc cái gì? phật dạy Bồ Tát khi bố thí như vậy đối với tất cả pháp hoàn toàn không giả gì hết, nên khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, đối với tất cả pháp cũng không có đắc điều gì, như khi các Bồ Tát hành bố thí đối với tất cả pháp hoàn toàn không có sự tổn hoại, nên khi Bồ Tát chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề, đối với tất cả pháp cũng không có lợi ích, hai môn tổn ích chỉ là tướng đối đãi nhau mà thành lập vậy lại nữa mãn từ tử, tử như khi Bồ Tát hành bố thí, biết tất cả Pháp đều như huyễn hóa không thật, có thể xả. Như khi Bồ Tát này chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề biết tất cả Pháp cũng như huyễn hóa không thật, có thể đắc. Nếu các Bồ Tát hành bố thí đối với tất cả pháp thật có sự xả bỏ thì khi các Bồ Tát này chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề cũng phải đối với pháp thật có sự chứng đắc. Tuy nhiên khi các Bồ Tát hành bố thí đối với tất cả pháp thật không có sự xả bỏ thì khi Bồ Tát này chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ đề đối với tất cả pháp thật không có sự chứng đắc. Lại nữa mãn từ tử ví như hai nhà huyễn thuật chơi giỡn làm trao đổi, một bên giả làm thứ có giá trị, một bên hóa làm vật đẹp. Trong hai việc này đều chẳng thật có, Bồ Tát khi hành bố thí cũng như vậy, chẳng thật có vật giả bỏ như huyễn hóa nên chi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, chẳng thật có pháp đắc như huyễn hóa. Khi các Bồ Tát này bố thí cũng như vậy, thật không có sự hao tổn và khi chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng không thật sự lợi ích các bồ tát này khi hành bố thí tùy thật giống như có hao tổn nhưng thật sự không hao tổn nên khi sẽ chứng quả vị vô thượng Chánh đằng bồ đề tuy giống như có lợi ích nhưng thật không lợi ích cũng như nhà huyễn thuật kia xào bỏ thứ giá trị huyễn tuy giống như có hao tổn nhưng thật không hao tổn bồ tát khi hành bố thí cũng lại như vậy xào bỏ vật chẳng thật tuy giống như có hao tổn nhưng thật không hao tổn như nhà huyễn thuật kia hóa được vật đẹp tuy giống như có lợi ích nhưng thật không lợi ích khi Bồ Tát chứng quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề cũng như vậy, tuy giống như có lợi ích nhưng thật không lợi ích, pháp dụ như vậy nhân quả tương xứng những người có trí phải biết rõ. Lại nữa, mãn từ từ, ví như nhà huyễn thuật giỏi hoặc đệ tử ông ta, ở ngã tư đường hóa làm người con gái, bỗng nhiên mang thai. Ngày đó thấy sanh con, đứa trẻ chỉ sống, chồng chốc lát lại chết. Ý thầy thế nào, người con gái kia đối với đứa con có vui mừng khi sanh, có đau buồn khi nó chết không? Mãn từ từ, bạch Phật. Bạch Thế Tôn nàng kia và con của cô ta đều là huyễn có, thật không có sanh tử thì ai đối với ai mà có thể sanh buồn vui. Phật dạy, đúng vậy, đúng như lời ông nói, các Bồ Tát cũng lại như vậy. Khi hành bố thí không có xả bỏ, không có tổn hoại, nên chi chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề không có chứng đắc, không có lợi ích. Cho nên khi Bồ Tát hành bố thí tuy có sự xả bỏ nhưng không có ưu phiền và khi chứng quả vị vô thượng tránh đẳng bồ đề tuy có sự chứng đắc nhưng không vui vì biết sự xả bỏ trứng đắt như huyễn hóa lại nữa mãn từ từ ý thầy thế nào thầy có cho như lai đối với các thiện pháp có lòng mong muốn nhiều không Mãn từ từ thưa, bạch thế tôn không có, bạch thiện thệ không có, vì sao? Vì sự chứng đắc các pháp của Như Lai đều không, Như Lai có chứng các pháp cũng là không, vì trong không hoàn toàn không có mong muốn và sự mong muốn. Phật dạy, đúng vậy, đúng như lời Thầy nói, Như Lai quán tất cả pháp đều không, trong thiện pháp cũng không có mong muốn lớn, như ta ngày nay đối với tất cả pháp hoàn toàn không có lòng mong muốn, ngày xưa khi làm Bồ Tát tùy hành bố thí, nhưng đối với các Pháp hoàn toàn không có sự xả bỏ, thấu rõ các pháp một cách rốt ráo không. Chư Phật Thế Tôn đối với tất cả pháp không ái, không giận. Vì sao? Vì thông đạt các pháp đều chẳng thật có, bản tánh là không, tỉnh tĩnh nên ái, giận, chấm dứt. Mãn từ từ liền bạch Phật. Bạch Thế Tôn thật kỳ lạ, Bạch Thiện Thệ thật hy hữu. Các Đại Bồ Tát đối với lý thể pháp tánh có sự xả bỏ như vậy, như vậy hiểu rõ đều không, hư không chẳng có thật, tánh không vững chắc, không có hoạt động tự tại và không sự chấp trước, như còn hiểu nghĩa lời Phật dạy cho các Đại Bồ Tát, tùy đem châu báu đầy khắp hoàng hà, ra số thế giới bố thí cho các hữu tình, nhưng trong đó không nghĩ là đã bố thí châu báu đối với việc ấy không sự chấp trước nên khiến cho bố thí ba la mật đa mau chóng được viên mãn bồ tát như vậy là dùng bố thí tu tập thiện căn đem cho các hữu tình một cách bình đẳng rồi cùng nhau hồi hướng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề làm việc đó rồi lại nghĩ như vậy Pháp của Bồ Tát là nên xả tất cả. Ta bây giờ tuy xả vật đáng xả, nhưng vật đã xả đều như huyễn hóa. Nếu Bồ Tát biết như vậy,